bây giờ mới trồng lại nè. Phía trước là đậu ve, nhưng mà đậu ve cũng hết rồi, tại vì trồng từ lúc Tết á. Đây, mấy ràng rau muống trước kia kìa, mọi người nhìn thấy không? Cũng lớn lắm luôn rồi nè. Định là hôm nay sẽ nấu lẩu á, nhưng mà tại vì ai cũng bận cho nên là không có nấu lẩu được. Trời, Handy đeo đôi bao tay kìa. Mùa nắng cho nên là khó trồng rau lắm luôn nè, tại vì đất này là đất cát, đất biển á. Rồi, rớt ghép ra rồi. Mẹ đi nghe tông đen mẹ ơi, mẹ ơi giờ. Ghép đi rồi. Coi chụp hình. Nào cười lên. Cười lên coi. Cười vậy nè. Chà đi quá, coi. Rồi xong. Xong nha. Dạ. Rau muống nè mọi người. Lớn lắm luôn rồi nè. Rau.
Ủa? Con một dĩa nữa hả? Đúng rồi, còn dĩa nữa đây cho. Là đủ một con á. Không, tính ra là như vậy lợi hơn á. Rồi một con về lợi hơn. Làm bao nhiêu thịt này? Là sinh nhật mình nữa chứ. Ủa
chị đi ra. Hả? Chị này nó xin về nó căng. Đâu rồi ta? Chị, cho vài miếng canh nha chị. Tôi không có nhớ nó nói gì, cái gì đó rồi, để tôi nói rồi đó. Nói chung là chị không ăn nói đường, nhưng mà chị sẽ đi tới nơi. Đúng rồi chị. Bây giờ tôi đi với chị chắc không anh nhớ chị như thế nào, nhưng mà đi rồi đi. Chị kêu đi với chị đi. Hồi nãy tôi kêu đi với chị mà. Tôi đi để tôi tìm bên lường mới được không? Bà kêu lên lợi, nó sao bà qua lên lợi rồi bà cứ đi thẳng biết. Cái coi rồi, chứ hai xe, hai đứa cái coi. Cái dịch bay này ngon ha. Ủa, hồi nãy đứa nào, đứa nào đi cùng đi vậy? Dạ, chị. Sao vậy? Cái rồi chị Hạnh, nó chỗ... Mà em ở đâu, chị cũng được hết trơn. Này, của Hạnh không? Của anh kia người ta đó. À, đúng rồi. Còn Hạnh có phim rồi ta? Xe. Cái thô hả chị, xe ôm á. Không, nó có phim mà. Xe ôm cho em đủ đen hả, à, có xe mà. Có xe. Thôi vậy, đồ hôi vậy. Cái gì vậy? Xin biết có người yêu đó. Đó thì thôi, không phải là mình không có đúng không? Thì mình không có. Phải, mình xin biết.